vậy? Ủa, đưa đây, mày đưa giết tại nhà đây. Bố đó, cái này là của em. Của mày cái gì mà của mày? Trước sau gì nó cũng là của em. Thì coi như em mượn, em đi làm ăn trước, rồi mai mốt em trả lại. Rồi mày làm ăn thua lỗ rồi sao? Tài sản mất hết hả? Chừng nào má chết đi á, thì tài sản mới thuộc về mày. Còn bây giờ má còn sống sờ sờ đó. Thật xin lỗi, chắc hồi nãy anh xỉn quá. Anh là em tự nguyện, em yêu anh mà. Bích, em nói với kỳ với Bích, anh có vợ rồi, anh có gia đình rồi, không được đó. Em biết chứ, em không có cần danh phận gì hết, chỉ cần em được ở bên anh thôi. Bích à, Bích, anh xin lỗi em, anh thành thật xin lỗi em. Không hiểu sao lúc nãy anh không điều khiển được con người của anh. Anh thôi, em muốn chửi anh thế nào cũng được, nhưng mà mình không thể nào đến được với nhau đâu. Bởi vì anh chỉ yêu duy nhất một mình qua thôi. Em hiểu cho anh nha. Bích, anh xin lỗi. Anh không cần phải ái ngại gì đâu. Em sẽ coi như bữa nay chưa có chuyện gì. Ừ.